ta ra. Chào các bạn, lại là mình Bá Đạo CCVN đây. Hôm nay ngày 8 tháng 9, máy chủ Discord Castle Class hiện đã có hơn 60.000 thành viên. Vì thế sẽ có code cho tất cả mọi người. Trước khi xem clip, các bạn nhớ ấn like, chia sẻ và bật chuông thông báo giúp mình nha. Trước tiên mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn. Bạn Đạt Nguyễn Quốc hỏi, anh ơi làm video đội hình dành cho người mới chơi được không ạ? Chào bạn, người mới thì đội hình ưu tiên là nâng tướng phá nhà và công thành như Lãng Khách, Băng Phụng, Đấu Sĩ Diều Thần, Sứ Giả Tự Do và Rồng Bạo Năng bạn nhé. Bạn Phạm Trường Giang có hỏi, anh nâng sao mà tướng có tấn công và máu cao vậy? À, có nhiều cách để tăng máu như là úp siêu hóa cao trên 35, đeo trang bị phụ kiện cam cấp cao, hoặc chỉnh heo nhét, hiện tại các VIP nâng được trên 11 triệu máu rồi đó. Bạn Khuê Nguyễn có hỏi, anh ơi chỉ em build Rồng Bạo Năng chuẩn đi, con này xài chính xác hay tấn công ạ? Chào bạn, Rồng Bạo Năng có nhiều cách build lắm bạn. Hiện tại có hai cách build phổ biến nhất là build chính xác, cách hai là build né. Theo chính xác thì yêu cầu trên 75.000, sử dụng hợp lý nhất là cùng chiến, đá tinh thánh quang, đá vuông cánh tái sinh hoặc tri thức cổ, vũ khí thần hộ bạn nhé. Còn bạn muốn châu bò thì build tanh mắc né, yêu cầu trên 45.000 né, sử dụng ta lường kiên cường, đá tinh thánh quang, đá vuông thiết huyết, vũ khí thần hộ. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Thánh Tiger, không có đá vuông cánh tái sinh và tri thức cổ thì xài cái nào ạ? Chào bạn, nếu bạn không có hai đá trên thì dùng đá vuông thiết huyết bạn nhé. Bạn có thể kiếm miễn phí đá tinh cánh hoặc nhiều đá tinh khác ở thánh địa. Câu hỏi cuối cùng của bạn LLDD, anh cho em xin ta lửng Lãng Khách trụ trong Nakia. Lãng Khách thủ tốt nhất trong Nakia dùng thiêu đốt, hồi sinh, đá vuông cánh tái sinh, vũ khí thần hộ, đặc tính mắc né bạn nhé. Rất châu đó, thu được cả rồng thần quang luôn. Do thời lượng có hạn nên mình không thể trả lời được hết câu hỏi. Các bạn có gì thắc mắc cứ hỏi ở mục bình luận nhé, mình sẽ phản hồi lại. Tiếp theo là chủ đề chính của video. Đây là mã code VHBFW6. Mã áp dụng cho tất cả các phiên bản và dùng cho tất cả các tài khoản. Các bạn vui lòng sử dụng càng sớm càng tốt để tránh bị hết hạn. Xin cảm ơn các bạn thân yêu. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye.